và gần gũi nhất của chúng ta là trứng ha. Trứng thì trong cái lòng trắng trứng có nhiều vitamin A, mà nãy ta đã nói là mắt mà nó có vấn đề là ta sử dụng vitamin A. Thế bây giờ từ trước đến giờ mình có cái quan điểm mình nói ăn trứng thì ảnh hưởng đến gan ha, dạ, là không tốt. Xin thưa không phải, y học hiện đại là người ta khuyên là chúng ta nên sử dụng trứng, và người ta cho phép cái người mà lo ngại là về cái nguy của cái trứng thì một tuần được phép ăn tới 6 quả trứng. Bây giờ mình sẽ đến với trái cây. Vâng, trái cây thì cứ gần đi, người ta thấy cái măng cục. Người ta bảo cái măng cục thì mắc mớ gì mà nó bổ cho mắt. Xin thưa, ngoài cái vitamin C nó có một số vitamin B, B1, B6, B12 cũng có hiện diện ở trong cái trái măng cục. Nó là hạn chế cái thoái hóa điểm vàng, tức là mắt mà nó già đi rồi người ta thấy nó mờ, thì ăn trái măng cục thì nó cải thiện cái con mắt, tức là từ già nó thành trẻ ha. Đó là cái măng cục. Một cái nữa là ta thấy cái nào mà nó có cái màu đỏ, tức là có vitamin A. Thí dụ nãy ta nói cà rốt là provitamin A, tức là cái tiền sinh tố A, nó cũng bổ cho mắt. Và một cái nữa chúng ta thấy chuối nó rất nhiều kali, natri kali, chuối rất là tốt. Mình coi nó rất bình thường, nhưng mà mình phải giới thiệu như thế này để bà con mình ở đồng bằng sông Cửu Long, người có khi là không có cái này cái kia. Thanh Long thì bây giờ thì Bến Tre có, nhưng mà có chỗ không có thì không ăn được thì sao, thì chuối vẫn là số 1 ha. Chuối nó bổ mắt rất là tốt. Rồi thanh long đi thầy ạ. Trái thanh long, cái trái thanh long mà nó bổ như thế này, nó bảo chẳng những nó bổ mắt nhưng mà nó bảo vệ cái giác mạc. Tức là con mắt á, lâu lâu mà tự nhiên mình thấy tự nhiên sao nó đỏ cái lòng trắng, cái phần đó là bị ta gọi là viêm giác mạc ha. Thì bây giờ để bảo vệ cái giác mạc nó thì thường xuyên ăn thanh long, là vì trong thanh long nó nhiều vitamin C nuôi và bảo vệ giác mạc. Đúng như thế. Mình lại tiếp theo là chôm chôm. Trái chôm chôm. Trong chôm nó cải thiện được cái thoái hóa điểm vàng, có nghĩa là làm cho mắt nó trẻ, nó không có già đi. Rồi xa nhất là đây là một trái bơ. Trái bơ có lẽ trong này là tốt nhất lại là trái bơ ha. Nó ẩn nó giấu gì ở trong đó, nhưng mà ta thấy cái trái bơ cái mà người ta lưu ý nhất ở trong đó là lutein. Lutein là một cái chất đặc biệt, nó để nó bảo vệ cái gì, nó khả năng là cái thiếu máu cục bộ ở cái giác mạc và ở võng mạc. Giác mạc thì bên ngoài, cái võng mạc là ở phía sau. Thì cái này là nhìn được sáng hay là không sáng, nhìn được rõ hay không rõ là nhờ cái lutein đó bổ sung. Thì trong cái quả bơ nó rất là nhiều. Có lẽ trái bơ là ngoài cái vitamin C, rồi ngoài vitamin A, cái lutein là cái chất mà chúng ta lưu ý. Và có lẽ là xin thưa, cái lutein nó có ở đâu nữa, thì cái này nó không nằm trong trái cây mà nó nằm trong cái hoa, đó là hoa vạn thọ. Coi như là nhà nào cũng trồng vạn thọ, mà nhất là dịp Tết thì hoa vạn thọ là mênh mông. Và xin thưa, cái lutein trong cái hoa vạn thọ nó giúp làm cho sáng mắt, chẳng những bổ mắt mà còn làm cho sáng mắt nữa. Thì trong này mình không có để, nhưng mà cũng giới thiệu để bà con thấy. Rồi mai mốt có thấy một tài liệu nào nói ủa sao sai, Đài Long An không chịu nói tới cái bông vạn thọ là rất là nhiều lutein. Vì nói về cái chất đó thì mình có thể nói là bơ là một trong những loại trái cây quý nhất. Đúng rồi, trong các loại trái cây. Vâng, thì ta thấy thêm trái cam. Thì cam thì rất là thoải mái. Buổi sáng thì chúng ta hai cái trái cam sành nặng ra, rồi một muỗng cà phê mật ong nữa ha. Mật ong sẵn đây rồi, quậy lên uống thì nó vitamin C, nó chắc xương, nó bổ mắt, nó làm cho sáng mắt. Ở nông thôn thì chúng ta có một món ăn rất là dân dã, thì thấy là có nấu bằng cà chua với lại đậu phụ. Thế Ngọc Hân có biết bài cái món ăn này không? Dạ, cái đây là một trong những món ăn mà thời sinh viên, các bạn sinh viên hay nấu lắm. Và nhanh nhất có thể nữa, đặt thêm một chữ là tiết kiệm. Đó chính là, nếu mà ở miền Nam mình gọi đơn giản là cà chua với trứng. Còn ở miền nào nó không biết, nhưng mà người ta gọi là cái từ nó đẹp hơn là canh mây. Là gồm có cà chua, trứng và với đậu hũ. Cái chữ mây ở đây không có phải là lên mây không ta? Tức là ăn xong mà thấy nó ngon ha. Thế cái lòng trắng trứng nó quậy ra giống mây á thầy. Thế ta phân tích thì ta thấy nếu mà trứng nói chung là lòng đỏ thì nó nhiều vitamin A. Đậu phụ là nguồn gốc làm từ đậu nành.
mà chúng ta thấy cái đạm từ trong cái đậu nành đó, nó bổ gấp 4 lần cái thịt bò. Như vậy thì nó quá là giá trị, thấy không? Rồi cái cà chua là provitamin A. Và chúng tôi xin nhắc lại một điều nữa là cà chua mà nếu mà ăn sống thì cái hiệu quả nó không cao, thấy không? Vitamin C có, nhưng cái lycopene đó, tức là cái provitamin A thì lại thấy kém đi. Như vậy thì muốn nó tăng lên thì ta phải sử dụng như thế nào? Ta trụng nước sôi hay là bỏ vô luộc, luộc khoảng chừng vài phút thôi, vớt ra, lột cái vỏ rồi dầm cái cà chua. Như vậy thì cái vitamin A nó lại tăng lên. Dạ. Như vậy thì rõ ràng trong cái món ăn vừa rồi, trứng quậy lên, đậu phụ là bổ ra, cái đạm nó rất là nhiều, đạm từ thực vật, rồi cà chua mà phát được... phát huy hết công dụng khi mà hết được nấu công chín. Dụng để là bổ mắt. Dạ. Đó là bài coi như là món ăn tuyệt vời. Nhắc đến cà chua lại nghĩ thêm một món nữa thầy. Rồi. Dạ. Đó chính là kết hợp với một loại động vật mà thầy nói là rất là tốt cho mắt luôn, đó chính là cá. Vâng. À, mình sẽ kho ngót hoặc là mình nấu canh ngót thì có cá với lại cà chua. Vâng. Kết hợp. Thì nếu mà được đầu cá chép hay là cá hồi thì là càng giá trị hơn. Dạ. Vâng. Và đó là những thông tin thêm về món ăn để bổ vâng. mắt. Vâng.